Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử tuyên phạt Bế Văn Duẩn, 37 tuổi, ngụ phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, 19 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, tháng 11 năm 2021, Bế Văn Duẩn nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm nam nữ với anh Nông Văn Hoàng, 39 tuổi, làm chung công ty với vợ mình, nên Duẩn bực tức nhưng không nói cho ai biết. Đến ngày 13 tháng 2 năm 2022, sau khi uống rượu, Duẩn chạy xe máy, trên xe có sẵn một con dao bấm, đến phòng trọ của vợ chồng em gái của Duẩn tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài để chơi. Khi đang nói chuyện với em gái trong phòng trọ, Duẩn thấy anh Hoàng đi ngang qua về phòng trọ anh Hoàng bên cạnh phòng trọ em gái Duẩn. Nhớ lại việc trước đó mình đã nghi ngờ anh Hoàng có quan hệ tình cảm với vợ mình, nên Duẩn ra xe máy, lấy con dao bỏ vào túi quần, chạy về phía phòng trọ anh Hoàng. Duẩn gọi nhưng không thấy Hoàng trả lời. Duẩn đi đến dùng chân phải đạp cửa nhà tắm, rồi dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát trúng vùng ngực và bụng, khiến anh Hoàng tử vong sau đó. Sau khi gây án, Duẩn đến công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài đầu thú.